Vâng. Và... vì bây giờ đấy, hết hàng đẹp. Hết. Khó. Đẹp vì nhà giàu nhốt hết rồi. Nhà nào khó long chốt mà. Vâng. Bởi vì mua làm sao được. Bởi vì bây giờ mua làm sao được. Vâng. Không đấy bán thôi là. Vâng. Không đấy bán biết rồi. Cái mai bao tiền đấy? Cái mai mua của nó triệu 2 này. Con đòi lại triệu. Đấy. Ông con bim bim này hay nhỉ? Đấy con công vàng đấy. Công vàng. Công vàng. Vàng đấy, bán cân hay là bán làng? Cái này bao tiền đấy ạ? Bên đấy 2,5 triệu. 2,5 triệu là ra cốc vàng đấy. Cốc vàng. Rồi cốc vàng. Cốc vàng luôn. Tỷ giờ này cũng hết cây mất rồi. Hết rồi. Đây à, cây này cũng của ông à? Ừ. Móng hay sao? À không phải. Đây là móng đấy. Móng, nhìn cái răm ở đấy, móng. Móng rồi. Móng, móng này là mà nghệ thuật này mấy tiền đấy ông? Đấy 2,5 triệu. Cũng 2,5 triệu, bằng bằng cọc này. Cọc. Lấy cái cọc xong này thôi. Thì làm nhanh nhanh hơn. Tùy người, con móng này hay chứ. Con này giật lên nhanh. Chả bao giờ được từ đây. Thế bảo là mỗi người một phong cách. Nhưng mà đa số người người ta sẽ mua, ví dụ nếu bỏ tiền thì mua cái này để nhìn nó hoành tráng hơn. Đông nhỉ, mở hàng chưa? Ô con này vẫn còn à? Đẹp này vẫn còn. Đấy, rêu đã lên rồi này. Đấy, u. Xẻo đã ôm ôm rồi này. Xẻo đã ôm ôm rồi này. Rồi, giá là bao nhiêu tiền đấy anh? 5 triệu. 5 triệu. Đọc số luôn đi. Ông nào thích thì alo 0906 799 866. 0906 799 866. Ai yêu u cục thì alo. Alo nhé. Alo để có giá mềm như bún. Túc chữ tâm kia. Rồi, người thật cây thật. Lương tâm luôn. À, cũng của anh à? Giá là bao nhiêu đây? 2 củ. 2 củ. Đấy. Lộc lá, thích chưa? Đó, lộc lá. Đây nữa à? Đấy. Hơn triệu. Xanh nhỉ? Yeah. Đấy, chơi lộc lá đây. Lộc lá chơi Tết. Túc. Lộc lá chơi Tết. Đây là cái túc. Vâng, để quay mặt sau cái nào. Đúng là trung tâm đặc biệt luôn. Yeah, người thật việc thật. Không sợ lừa đảo, người thật việc thật. Tiền tươi thóc thật. Cứ alo thôi. Về thôi, chật xe rồi. Đấy, cái mặt này đẹp chưa này. Mặt này đẹp đấy. Đấy, ok, cái đấy để cho nó. Lao để cho bác. Mở hàng cho bác cơ cho nó đỡ lên đi. Mở hàng đi cho nó thân. 800 bạc cái này. Đấy. Đấy đó. Ba thân chân vệ này kia mà. Lại phải mua. Phải mua. Đấy, mua được là được. Nha. Yeah. Mua được là được. Em lấy xe vào cái này. Vâng. Mua được là được. Thế thôi. Cắt nhiều lần là bao nhiêu găm tên đỏ chót luôn. Đấy, ba thân đề xịn đấy, đề chuẩn, đề đỏ cực luôn cho mình bấm ra đề đá đỏ bệ như thế mà đám tâm bạc bồ đề đấy, thiếu chút tố đúng không, làm bao giờ ra được như thế này mà chơi không có đề mà chơi những cái đề có trả phải cái đẳng cấp như vài trăm bạc bao giờ làm rồi mà chơi bây giờ chút tố. Đấy, lộc lá đang đỏ ba thân rất khẩu độ nhé, đúng không? Anh em mẹ đang hoàng. Đấy. Cứ ra lớn nó lại có huy chương. Ừ, nhà. Có đến 200 không em? Dạ. Có đến 200 không? Đấy. Anh con này thì thằng nào nuôi cái này ra tiền.
Đây này, mặt kia đẹp. Đấy, mặt kia đẹp như cục. Đấy. Cái này làm đơn giản cho một tay đây này. Xong lên một ngọn đây này, giật ngọn đây phát ra đây này. Một bông ở xong. Phát một cái thử kia cho nó đẹp đi. Cái nuôi thì phải cho vào bể to hơn. Hai năm nữa con này chỉ là chơi. Rồi. Có cái chơi. Một trâu. Trong em vừa ra tìm đây mà. Hả? Đây xem nào. Đấy, quay có đấy. Không có cái vả đây à? Đây có vả. Bao nhiêu tiền một vả đấy không? Vả này 2 triệu. 2 triệu một vả. Quá giả luôn. 2 triệu được tao một vả. Ta xấu. Làm nó dừng được và làm móc cái gầm này ra cũng được. Góc quỳ già đấy. Cộng hòa xét. Đúng từ cộng hòa xét. Đấy. Lần này ông có cây vả đẹp đấy. Mỗi cây trước bán 2 cây đẹp. À đây à? Bên trước 2 cây đẹp. Người lộc lá đỏ thích không? Mua cộng hòa xét thì anh em cứ phải ra chợ. Bố già cũng không bố má gì đâu. Điện thoại chết cái gì đâu. Cứ ra đây mà bán. Mật ngọt, quả ngọt. Đúng rồi, quả ngọt. Mật ngọt. Đấy. Đấy. Đam mê hành trình và khai thác. Cứ lên là cắt thôi. Đấy, kiểu gì cũng đẹp. Đáng có lột lực, đẹp. Chạy như dây núi Trường Sơn đấy. Đúng rồi. Như dây núi Trường Sơn. Mặt này thì như mặt này nhìn như con tê giác. Và 2 triệu nhỉ. 2 triệu đấy. Giá hợp lý. Gặp bác đến từ Cộng hòa Séc. Trên đường. Lên đường. Quê. Nó có ra là lá đỏ không? Lá đỏ cho. Ba tiền cục đấy. Đấy, cốc vàng. Xem nào anh Minh nhìn có giao dịch được không nào. Và cốc vàng đi anh. Cung, chỗ này chật quá, cứ phải xoay xoay. Nguyệt quế này. Quế đấy. Đấy, bao nhiêu tiền đây Cung? 16 à? 16 thật à? Báo giá đi nào. Đấy, nguyệt quế. Nguyệt quế bao nhiêu tiền đây? Bao nhiêu tiền? Ông anh kia bảo ba. 16. khách này chụp đã bán là chụp. Đã bán là chụp. À. Khách chụp 16. Bán là chụp. Đấy. Chụp là bán một chụp. Chậu rất hoành tráng. À thấy chậu rồi đấy nhỉ. Chậu này mua hơn 1 triệu rồi. À. Chậu tàu cũng là chậu hôm nay. Đấy, mấy cái cây miền Nam này hôm trước quay rồi. Hôm nay quay cây mới rồi. Xem cái nhịp chuyển của nó như nào. Xem cái nhịp chuyển của nó như nào. Đấy. Sắp bóng hoa rồi đấy. Cái này ra hoa thì rồi, tuyệt vời rồi. Chân ra hoa thì bán nhiều đấy. Quế nào trở ra hoa yên tâm. Để xem có bố làm gì đấy. Mổ bò. Kinh đấy. Kinh đấy. Nó được, để ra đây chứ đã. 3 lần sau không. Như mổ bò nhỉ. Đấy, cây nguyệt quế đẹp. Cũng xa. Đấy. Bốn nhiều về. Đúng rồi,
iPhone gì, 42 gì để tao tìm cho. Đấy. Mình quý đẹp. Nha. Yeah.